Hai vợ chồng cãi nhau, Trinh bỏ nhà đi bụi. Tưởng bà đi bụi không, ai nhà bà đi xin nữa chứ. Bà xin được rất nhiều tiền luôn. Cô chú anh chị cùng đếm với Trinh nha. Bây giờ Trinh sẽ đếm tiền xong rồi Trinh lấy cái tiền này Trinh rải chú Phong nè. Dạ. Chịu không? Trời ơi, bao nhiêu người ta? Ai cũng biết chừng á. Ôi ôi. Đếm tiền không, Trinh? Dạ. Đâu đếm được nhiêu rồi? Hết từ từ nè. Nhiều. Thế vậy cũng kha khá ta. Ừ, xin hồi nào tới giờ, dạ xin, xin hồi nào tới giờ mà được nhiêu đó vậy? Dạ, con mới sinh à. Mới sinh mà được nhiêu đó luôn rồi đó. Dạ, nhìn thì ở bố bố bây giờ kìa. Dạ, cái này có bộ có duyên sinh nha. Nhiêu rồi? Mười, 20, 30. Qua đi mua đồ thấy gì đó, anh kia gì nè, đúng không? Khoảng anh kia 7, 92 in đó. Làm đi gặp con cho chảnh á, nói trời, hồi chồng biết bao đâu đây nói trời. Khoan, để tôi tập trung vô tiền kìa. Trên trong rồi, trên trong. Trăm. Trăm mười hai ngàn. Vô rồi. Ê, nếu vậy thì đi ăn bò, đi ăn cái gì nè, phở bò đi ta. Con không biết đủ không à. Không biết đủ không? Ba chồng con ăn chung cô đó, chú hương đúng rồi đó. Ôi trời, nói chuyện thấy thương. Ủa tại sao mà chú có hai vợ chồng con một tô mà cô chú mỗi người một tô là làm sao? Tại con không chung thì thầy bắt quá thì con rửa chén. Trời, rửa chén vô. Dạ con hai chồng con đủ rồi. Nói chuyện thấy thương đó. Ừ. Không đủ tiền thì hai vợ chồng con ăn chung một tô mà cô chú là mỗi người một tô đó. Ừ. Ôi, nói vậy ai đành lòng mà ăn trời. Không em à, thì bây giờ nè còn thiếu nhiều rồi, Trinh rửa chén. Rồi đi. Tối về chuyện sống. Tối ngủ ra nè. Coi đứng giống mạnh chút. Nè ông phải hứa với Trinh đi, trước khi đi nè. Xong rồi cướp luôn. Hứa là từ đây về sau bảo vệ vợ đây. Ông bỏ cái hút. Bỏ đứa hút đừng quay. Ông thấy tôi hút cái ông hút theo. Nói sao? Nói sao để cơ khán giả con chú rồi đó. Gì? Kể. Nói đàng hoàng cho khán giả người ta nghe, người ta tin tưởng nè. Ba chồng ăn lại đó, chồng ăn nhớ đốc lại. Hứa kìa. Hứa khán giả thì ví dụ hai chồng về thì yên ổn, không có giận dỗi bỏ đi, cho vợ bỏ đi nữa thì tối thì ngủ chung nhau thì thủ thủy thỏ thẻ với nhau. Khuyên à, khuyên vợ nha. Hạnh phúc. Ừ. Còn con cái nữa chứ. Đúng rồi. Yên ổn cho yên ổn chứ bỏ đi hoài thì vợ chồng đâu có hạnh phúc đâu. Ừ, với nguy hiểm đó mà. Nguy hiểm trên nữ mà ra đường thì cũng nguy hiểm. Đúng rồi. Nhưng mà thí dụ nữ không có gì thì những người khác thì đồ đó rồi vô như hãm hại rồi cũng không ra rồi. Hãm hại đủ là không được nổi luôn. Nếu nó chấp nhận làm thì không ra được thì về ha. Ngủ đi. Rồi thôi bây giờ là trước tiên thì đi ăn. Rồi thôi giờ nè đi ăn. Đây. Vậy cũng vậy. Đây. Chưa ông ơi, giờ tôi đi ăn luôn nè. Tôi tắt máy à, rồi hả tới quán ăn rồi phong bì tiếp. Rồi chưa định tắt mà thấy nó nắm tay rồi kìa. Rồi đó. Ê, cơ mẹ đi xà lai coi kìa. Làm cho cố đồ giờ này có hai đứa tình cẩm rồi em. Bó tay rồi chứ. Chết, sang đá đâu rồi, gần cốc mắt không? Ừ. Bà này, duyên. Vô cốc mắt duyên. Đi lại quán nào đi rồi lấy luôn. Mệt chứ ha. Mà gặp. Mẹ đi kìa, mẹ ơi, mẹ lạng kìa. Giống cà điểu đó. Tôi mệt dữ lắm rồi nha. Vậy mà nãy giống cà điểu thấy lên. Được hay. Ừ, cũng hay ha. Tự nhiên nhìn thấy mừng quá, mẹ la lên. Ừ. Không dễ của con là tại vì. Ê nè, bây giờ nè, vòng vòng ở đâu có bán đồ ăn nè. Muốn ăn cái gì? Muốn ăn cái gì nói nghe coi. Hả? Từ coi. Muốn ăn gì? Lẩu. Đi ăn lẩu hả? Lẩu gì? Lẩu. Mở đâu bán? Mấy chỗ đang
Ờ đi ăn lẩu luôn. Ừ, vô đi. Giờ này còn quá không nào lợi hồi nãy chạy ngang cái đường bự bự anh. Bệnh gì mà. Mà nãy có chừng giấy kìa. Ừ, cầm cái. Hồi nãy bên cái đường nào đó. Ờ ừ, hình như được đây nè, bên đây nè. Để mở xe lên. Mở lên xe chị ơi. Ủa nãy giờ không có đóng kính lại anh. Trời ơi. Nãy giờ giỏ sách em bỏ trên xe. Đã có tín hiệu GPS. Nó đang gà dây chưa? Nè chỉ cho chị Trần biết. Chưa. Mai là kính là mai có cửa phòng. Nha. Nè chỉ cho chị Trân biết cái điểm nào nè. Trời ơi. Chị ra xe dứt xá bò. Cái này khó quá. Hình như thấy cái dãy đằng đây hồi nãy có mấy quán nhậu đó anh. Mấy quán ăn. Có mấy bụi gì hả? Có ha. Nãy em thấy cái đường bự này nè. Thôi bây giờ để anh tìm. Ngủ với ai? Với chồng. Ờ. Hết rồi. Không có giận nữa nha. Dạ, từ đây về sau là không có được mà bỏ đi của này nha. Không có nữa. Dạ. À, không có nữa. Ôi biểu chồng quá. Mát dữ giờ. Chồng quá. Hùng miếng giờ sao mát dữ vậy? Bây giờ này có mùi chưa ta? Chưa đâu. Chưa hả? Ủa? Mùi gì? Mùi mà từ chiều giờ chưa tắm á phải không? À, cũng không có. Còn có cái thì chưa tắm. Có cái mà thì như mình tắm thì ngày nào phải tắm chứ. Hồi về tắm ha. Cũng như bụi đóng á. Đó. Đâu như cái kiến như để ngoài đường vậy. Tốt chừng đó có quán mà. Ở đâu giờ Trinh? Trinh lại biết chỗ nào không? Trời Trinh biết à. Trinh biết chỗ nào quán hủ tiếu hoặc quán phở được. Bún đậu mắm tôm. Bún tôm nữa. Nó nó đòi ăn lẩu rồi giờ tìm lẩu đi. Chết tay trái. Chết tay trái. Giờ đi tìm lẩu nha. Vậy quán này cái kia cái quẹo lẩu. Trinh thích ăn cái gì hãy nấy. Đi từ gặp mừng lắm rồi. Mày cay kìa Trinh. Cay cũng có lỏng nghe vô cùng chút. Quán ở mỡ ăn lẩu mỡ hả có 112 ngàn đủ không trời? Ở gì xin chồng thêm 40 nữa lấy lỗi 150. Trời biết luôn. Ê, quán ơi, tách vô. Quán nào? Quán ơi. Ủa, ăn chơi cơm mì hả? Cái đó có mì cay mà. Ủa, mì cay chút không ăn không có được. À, lẩu thái. À, ăn lẩu luôn ha. Ừ, có lẩu luôn kìa. Được rồi, quay tóc cho đó đi. Ok, nè, quay vô quán đó coi. Ê, nè, các loại hải sản, đồ nướng, lẩu, đúng rồi. Vô quán này đây, ok luôn rồi. Tưởng tao Vinh Gia Gà Mì. Chờ. Nè, mấy hả? Bạn xem mấy hả? Quá về thình. Đẹp rồi, đẹp cài cao. Chưa tắm nữa, 2 ngày rồi. Vậy là nhà anh Cường chơi đúng không? À. Đúng không đi á? Có việc ngủ á, thì đợi nhà anh Cường nữa. Có gì đâu đâu? Đúng không đi kìa. Ừ. Để nhà anh Cường ngồi chơi, ngồi chuyện như bút. Không. Có ông nghỉ nhậu à thì coi gửi bên này đi ngang cộng cùng đứng 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 cái đầu bò rồi xuống mấy anh chị ơi nhìn chết thằng nữ đứng ngoài đó làm dẫn đứng đây ra rồi cũng tự như tự không vô quán thì sao dạ nè bò nước hai đứa không ai có đi ăn không để phải ăn má hai đứa ngồi đây đi. Bỏ nón tôi đeo về ôm. Trời ơi cái ổng đâu còn. Nè cho con thích nó vào tự chọn đây. Đây.
Ủa sao tự nhiên nãy chăn ra mới bắt lại? Bắt nào chợ? Lẩu hải sản hay lẩu bò Mỹ á? Lẩu hải sản, lẩu mực. Này giết đi. Nè cô ăn gì cô chọn đi cô. Thôi nè, quan trọng là con á. Con xong rồi. Rồi vậy là nó mới kêu cái gì? Lẩu hải sản. Thôi bây giờ nè, cái cơm chiên nha. Ăn cơm chiên không? Dạ ha. Ăn. Ừ, ăn cơm chiên. Cơm chiên ăn coi, em đi chợ cho nó luôn đi. Cơm chiên tỏi đi ha. À, nè, cơm chiên hải sản rồi, cho nó ăn hải sản luôn, nó thèm hải sản mà. Không, hải sản. Hả? Mình có lẩu hải sản rồi, dạ. Cơm chiên tỏi. À, cơm chiên tỏi, rồi. Rồi, con muốn ăn... Ăn tôm gì nó không, tôm nước không? Ăn tôm nướng không? Sao bữa con nói con thèm gì đó? Này, nóng thèm bây giờ. Ăn hào không, cho nó ăn hào. Con, rồi, rồi. Ăn, tối ăn hào không? Dạ không. Bữa nay dẫn Trinh đi ăn hải sản, còn Trinh thì thử. Lóc chiên bột đi. Ừ, cô ăn không được. Ừ. Cô Trinh hiện giờ đang cử. Ở nay sẵn là dẫn luôn nè. Ăn gì Trinh thích ăn gì Trinh nói coi. Dạ, ăn được. Sò không? Em đừng có hỏi nó không biết gì đâu, cái nào ngon á em kêu cho nó luôn đi. Ủa, hào này là bán sao vậy? Dạ hào này là hào sữa em bán 1 ký. 1 ký nó chịu khoảng 1 ký. Ừ, thấy hào sữa luôn đây ha. Hào sữa làm gì ngon? Dạ, một là mình nướng phô mai, hai là nướng phô mai. Hào sữa là... Dạ, với lại có, mình ăn là có. À, thôi, là có chứ nào không được đâu nè, con ăn hào nướng phô mai nha. Không biết ăn phải ăn. Chú con này đãi mà. Con biết ăn hào không? Dạ không. Là không biết. Không. Người không biết ăn thôi, đổi món khác. Vậy xin lỗi nha. Tại muốn cho con ăn chứ. Cho hai đứa ăn á. Cảm ơn. Đây. Chú bự cho biết. Lẩu tôm sốt phô mai dí cũng ngon lắm chị. Món đó khách vô là ăn kêu phô mai dí. Dạ đúng rồi, nó có cái thằng phô mai với lại dứa. Sốt phô mai rồi nó để cho một cái dứa chị. Dứa thêm một lớp phô mai đang chảy ở phía trên nó đang nướng và nó đang chảy ra. À, bữa nay đi qua đã dẫn con đi ăn, bây giờ phải đi tìm con nữa, thấy không? Hên là gặp con á. Mỗi lần là thêm một nhộng sức không biết. Hả? Trứng cho con thì chú dư. Chú có này gì chứ này chú không? Con bính đi cho biết làng hoa, làng hoa khi nào tết vậy không ơi, giờ này đi hả, nó đâu có đẹp đâu, nó đâu có bông đâu. Khi nào làng hoa tết đi chẩn dẫn con đi. Lợi, ăn cái gì được nè, ăn cái gì trên cái tôm rồi đó, kêu nè lẩu hải sản nè, cơm chiên tỏi rồi tôm sốt phô mai dứa. Dạ. Cô Trân ăn cái gì, cô Trân kêu đi. Giờ trước tiên ba món nữa đi. Cô Trân ăn cơm chiên tỏi. Rồi cho nó ăn trước tiên mấy đó cho em ha. Ăn đi. Cô ăn là gì nữa rồi. Cô vì chị ứng hải sản rồi. Không có gì ứng mà tại vì đang cử. Đang cử thôi. Vài bữa nữa mới ăn được. Vậy là đi tiếp qua đếp. Lẹ lẹ đi em ơi. Ê, ăn ốc không? Ăn ốc không? Ăn ốc tương không? Dạ không. Không biết. Sợ tối rồi. Vậy hả? Rồi vậy về làm cái đó trước đi. Rồi trước tiên đó đi, coi dư thiếu nữa tính sao. Suy nghĩ tiếp nha. Nấu chiên bột đi cái gì. Nè uống cái gì kêu luôn nè. Lẩu hải sản, cơm chiên cỏi với lại tôm sốt phô mai dứa. Ừ đúng rồi. Uống cái gì nè. Cái con trang. Cái gì? À bể ốp. Có tám ốp không? Tám ốp. Rồi cho nó chai bể ốp một lời uống gì. Cái này cái gì vậy? Thôi không uống bia à.
nước ngọt á, nước ngọt á, ừ, có Citin, Coca, Pepsi, với nước suối, con bé à? Dạ không. Ông mà ông mê học bé, chị ông đi tới đâu cũng hỏi học bé chị đi ông. Ừ. Ông nó tối nó không được lắm. Ô Long, okay. Để cô Long đi, già rồi. Ô Long, em. Anh gì? Anh hãy tin đi. Tại học bé nhà uống nó mát với lại nó. Bé nè, bé úp nè. Rồi thằng này á, thì Ô Long nè. Rồi bà Trân U Lâm, rồi Phong á, thì Sì Tiên. Rồi vậy đây. Rồi đem ra liền đi nha, khát nước lắm rồi. Đi tiệm nhỏ này hả, khát rồi.